Tôi xin kính chào các bác ạ. Tôi xin làm cái video chia sẻ về một số cái điểm bất thường trong cái sinh trưởng phát triển của cây nhất chi mai trong mùa đông năm 2022. Thì các bác mới chơi sẽ rất là khó phát hiện nó bất thường như thế nào. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bác. Còn một số bác mà đã chơi nhất chi mai lâu năm rồi ạ, thì qua đây bác cũng sẽ quan sát xem có đúng là cây nhất chi mai năm nay nó có những cái điểm bất thường hay không. Từ những cái bất thường này chúng ta sẽ có những cái biện pháp kỹ thuật tác động để đảm bảo cho cây nhất chi mai nó vẫn sinh trưởng phát triển tốt, để mà nó nở hoa đúng cái dịp Tết theo cái nguyện vọng của chúng ta. Thì tôi xin được kính nhờ các bác là like video, và bác nào chưa đăng ký kênh của tôi thì kính nhờ bác đăng ký kênh để ủng hộ động viên tôi. Cái việc các bác đăng ký kênh và like video thì là hoàn toàn miễn phí, các bác không bất kỳ một cái khoản phí nào cả. Và ở đây thì cũng không có một cái tiêu cực gì cả, mà là đơn giản là một cái việc mà tôi chia sẻ video với các bác, những người yêu cây cảnh mà thôi. Thì hiện nay đang là mùa un cúp rồi. Tuy vậy thì kênh của tôi vẫn luôn luôn nhận được cái lượt xem video của các bác tăng trưởng khá là đều. Tôi rất trân trọng cảm ơn các bác như vậy. Tôi cũng rất là yêu thích bóng đá. Và có thời gian thì tôi vẫn luôn luôn là xem các cái trận bóng đá, nhất là World Cup, thì nó gọi là mùa lễ hội. Năm nay thì rất đặc biệt bởi vì là nó là mùa đông. Thế tuy vậy thì cũng kính chúc các bác là xem World Cup một cách lành mạnh, tỉnh táo và giữ gìn sức khỏe, tránh cái việc chúng ta cá cược ảnh hưởng đến cái đời sống kinh tế và tinh thần, cũng như là cái hòa khí trong gia đình, trong cơ quan đồng nghiệp. Thế thì năm nay cây nhất chi mai mùa đông này nó có những cái khác biệt gì? Thì đầu tiên chúng ta đều nhận thấy đó là nó có một cái mùa đông rất là nắng nóng. Hôm nay thì đã là ngày 29 tháng 10 âm lịch rồi, chỉ còn khoảng độ, không phải một khoảng đó, mà là còn có 2 ngày nữa là chúng ta sang tháng 11 âm lịch thôi. Thế và tôi vừa xem dự báo thời tiết thì thứ hai tuần tới đây nó vẫn là 31 độ C. Thế như vậy là vào tháng 11 rồi mà nhiệt độ vẫn cao. Thế nên đấy là cái điểm khác biệt đầu tiên. Từ cái khác biệt thời tiết đó thì nó dẫn đến những cái khác biệt trong sinh trưởng phát triển như sau. Cụ thể đó là cái lá cây năm nay già sớm hơn mọi năm. Thì mọi năm cây của tôi nó vẫn xanh tốt và lá nó rất là dày dặn, nhưng năm nay có nhiều cây thì đã biểu hiện rụng lá khá là rõ rồi. Đấy là sự khác biệt so với lại những năm trước. Là cái điểm thứ hai nữa là dăm năm nay nhìn chung nhất chi mai dù chăm sóc tốt thì dăm nó cũng khá là ngắn đấy, chứ nó không có mượt mà đấy, dài như là các năm trước đây đâu. Thì các bác thấy, các bác quan sát, nhất là các bác mà chơi nhất chi mai nhiều năm, các bác cũng sẽ thấy được cái đặc điểm này trên cây nhất chi mai của mình. Cái điểm thứ ba nữa là các cái cành nó cực kỳ đanh. Nó đanh, và nếu như bác chăm sóc tốt, nó đanh thì nó thể hiện cái sự rất là khỏe mạnh, và chúng ta hoàn toàn yên tâm trong cái việc là nó tiếp tục làm nụ và chuẩn bị cho cái mùa hoa rất là sai hoa. Chúng ta không đáng ngại cái đó. Và cái điểm thứ tư vô cùng khác biệt đó là năm nay có rất nhiều cây nhất chi mai đã nở đây. Nếu như mà nó nở mà nó rụng lá nó nở thì nó lại không khác biệt như năm nay á, nó báo xuân rất là sớm đấy, nó nở đây các bạn, nó nở trong khi lá vẫn còn ở trên cây và nở với lượng rất là nhiều hoa, mặc dù hoa nó rất là xấu, không có ai mong muốn cái điều này cả đấy các bạn. Các màu sắc rồi các cái hình dáng đều rất khác nhau đấy, tôi thấy là nó quá nhiều cây cảnh nó mang hoa, cả những cái cành như này vừa có lá vừa có hoa. Thì đây là một điểm rất khác biệt. Tôi có 4 cây nó nở hoa như thế này này. Thế thì quá trình tôi theo dõi tôi mới phát hiện, và nó vẫn tiếp tục làm nụ và nở hoa một cách khác biệt như này. Thì mong rằng là các bác hãy theo dõi kỹ cây của mình xem có một số cây có đúng nó như vậy không. Thì từ những cái khác biệt này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có những cái biện pháp tác động kỹ thuật để mà giúp cho cái cây nhất chi mai của chúng ta nó được khỏe mạnh. Thì chúng ta sẽ có các cái biện pháp kỹ thuật sau đây.
Đầu tiên là chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc nó tốt. Mặc dù là mùa đông nhưng mà nó ấm áp như vậy thì chúng ta cứ cho nó ăn nắng thoải mái. Mùa này thì ăn nắng để mà nó tiếp tục hấp thu quang hợp, để lấy dinh dưỡng từ lá chuyển hóa vào thân, vào rễ, vào cành rậm, để cho cái cây nhất chi mai của chúng ta nó tiếp tục khỏe mạnh. Thế thì ngoài ăn nắng ra thì chúng ta vẫn giữ cái ẩm độ cây được, tức là đất ấy thật là tốt, và thỉnh thoảng chúng ta vẫn cứ bón phân như bình thường. Tôi cũng đã có cái video là chăm sóc trước khi chúng ta vặt lá rồi, thì mong là các bác sẽ tham khảo theo cái video đó. Cái công việc thứ hai ấy, là vì nó bất thường cho nên chúng ta phải theo dõi. Nếu mà thấy chúng ta theo dõi cái sinh trưởng phát triển của nó, cái đặc điểm làm nụ nó như thế nào và hoa như thế nào, thân lá nó như thế nào, sức khỏe của cây như thế nào, để mà chúng ta có những cái hướng điều chỉnh cho nó tích cực. Thì nhìn chung là chúng ta càng theo dõi nó thì chúng ta càng có cái sự quản lý cây thôi, nó sẽ tốt thôi, chứ không có cái gì là mất thời gian cả. Vừa rồi thì tôi có giao lưu với một cái anh bạn, anh này thực sự anh rất là yêu cây nhất chi mai các bạn. Mặc dù là chưa đến mùa hoa, thế nhưng mà sáng nào anh ấy cũng ra, anh ngắm cây sáng sớm, rồi tối anh đi làm về anh lấy đèn anh soi, và anh vừa ăn cơm anh vừa ngắm cây nhất chi mai. Và anh cứ gạ tôi là mua lại cây này các bác. Nhưng mà tôi bảo là tôi bao giờ xem nó hoa vào Tết thì tôi mới bán, còn nếu hoa nó chưa Tết thì bán các bác cũng sẽ không được một cái mùa hoa Tết như ý. Nên chúng ta cần phải theo dõi như vậy, kết hợp với phát hiện sinh trưởng phát triển là cái việc điều tiết nước và điều tiết dinh dưỡng của cây. Cái việc thứ ba này đặc biệt quan trọng này, chúng ta phải theo dõi cây và phải vặt lá muộn hơn hàng năm. Năm ngoái thì tôi vặt lá nhất chi mai là 50 ngày trước Tết các bạn. Đấy, thì là nó nở hoa vừa vào Tết mới chớm, tức là nếu như tôi vặt lá sớm hơn 5 ngày thì đẹp, thì nó rơi vào khoảng độ 55 ngày trước Tết thì vặt lá nó sẽ nở hoa vào trước Tết, trúng Tết. Thế nhưng mà năm nay tôi định là đến mùng 5 tháng 11 âm lịch, tức là đúng 55 ngày trước Tết tôi sẽ vặt lá. Thế nhưng với cái tình hình thời tiết nắng nóng như thế này, cộng với lại cái sinh trưởng phát triển kỳ lạ của cây này, thì năm nay tôi sẽ lùi 5 ngày. À, tôi sẽ quyết định vặt lá vào ngày mùng 10 tháng 11. Thì sau đó tới đây tôi sẽ có cái video để chia sẻ với các bác, để các bác hiểu thêm. Và cái công việc thứ tư đó là chúng ta xử lý cái bọn hoa này. Đấy, bọn hoa này nó có ảnh hưởng gì không? Chúng ta cũng cần quan tâm. Thế thì chúng ta nếu có thời gian thì tốt nhất chúng ta vặt bỏ đi. Đấy, để mà nó làm nụ được khỏe. Và khi nó chúng ta bỏ những cái hoa như thế này, thì trong tương lai toàn bộ cái cây này nó lại vẫn không mang hoa. Và khi nó không mang hoa như thế thì nó sẽ nở hoa đồng loạt với nhau. Chứ nếu không là sẽ có cành hoa nở trước, có cành hoa nở sau. Đối với một cây nhất chi mai mà có cành hoa nở trước, cành hoa nở sau thì nó rất là xấu. Cho nên là nếu các bác có thời gian cũng như là chúng ta thư giãn thể dục thì các bác hãy bỏ hết bớt cái hoa mà nó nở sớm này đi. Thế thưa các bác rằng là tôi làm một cái video ngắn để mà chia sẻ với các bác những cái điểm khác biệt của cái mùa nhất chi mai năm nay. Thì mong rằng là các bác quan sát cái cây nhất chi mai của mình để mà theo dõi, để có những cái biện pháp kỹ thuật tác động cho nó kịp thời. Như vậy nha các bác, tôi xin được trân trọng cảm ơn các bác đã xem video và xin được kính chào các bác.